Hello anh em, thì hôm nay sẽ lại là một con server cực ngon nhé. Đệ có sở Q5 luôn, tôi đã úp lên 60 tỷ và mở sở Q5D mở con đệ ra tự hủy. Server này có phiên bản cho cái iPhone luôn nhé. Tải phiên bản trên web và đăng ký trong game chắc anh em cũng biết rồi, tôi để link dưới mô tả hết nhé. Rồi tiếp theo sẽ là review map hành tinh nhân bản map này dành cho anh em úp những cái như là cường độ siêu cấp, giáp xem siêu cấp và bộ khí siêu cấp. Anh em đến thằng này để đánh kiếm item mười nhé. Tiếp theo là chức năng mở trứng linh thú. Mua X99 ở đây và kèm 1 tỷ vàng nhé, hồn linh thú trong shop sẽ phở di lên, cứ thong thả mà mua. Đôi X99 cái vừa mua với 1 tỷ vàng anh em sẽ được của trứng mở ra pet bay. Đây là chức năng đổi đồ thiên sứ kích hoạt, anh em xem và trải nghiệm nhé. Tôi xùi trước đây, bye bye anh em. À, nó có bán full mọi thứ, anh em cần trong shop nhớ để lại cho tôi một nút đăng ký kênh.